tới nhà này mới có. Ê, tém sau đây á. Vậy đi bay, vậy đi bay, vậy đi bay. Được rồi, đánh thử. Anh Diêm, anh Diêm, được, 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 anh Diêm được. Mà đâu không gờ, mà đâu không gờ. À, anh Diêm được, anh nó còn răng cưa. Từ từ, em quen, em quen. Từ từ nè. Mạnh lắm, anh mạnh lắm, anh mạnh lắm. Anh Vũ, em biết em luôn sao? Anh Vũ, em boss luôn, Vũ, em boss luôn. Ok, ok, ok. Theo em boss, em được, em được, em được. Thôi chừng nó qua nó cướp rét mình, nhớ là nó cướp rét mình. Em cũng chạy nhanh rồi, người rét mà. Hero là đánh cẩn thận mấy cái quay nha, kêu kia lên, nhớ chưa? Tâm tạp đa dạng lối chơi và tôi xin chúc cho họ, tức là chúc cho cả team Sích Việt nó sẽ có thành công ở trong cuộc đánh chậm trong ngày thi đấu hôm nay. Ok, ok, không nhận lên. Anh còn lên. Nó không lên. Lấy bao anh combo rồi em hỏi. Ok, ok, anh cào cánh dưới rồi. Thôi mà, dưới luôn, dưới luôn, dưới luôn. Thôi, thôi, thôi. Ờ, anh cao đường nó ngoài đây nè. Xena chứ đừng có em nữa, em nữa, có em nữa. Đứng ở đâu? Đứng trên, đứng trên. Giờ nó mới biết về đó, giờ nó mới biết về đó đánh. Ờ, 6, 6 dưới luôn, thay luôn, thay luôn, thay luôn. 10 giây được, 10 giây nó biết nó xuống nha. Không, 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 biết nó hết anh à, không cảm gì được. Đánh, đánh, đánh. Chết luôn không? Dừng ở bên trên, anh em ơi, dừng ở bên trên nha. Rồi, 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 ok rồi. Để nó phá nó. Bót hết mèo rồi đó, bót hết mèo luôn rồi đó. Anh học bỏ TP không? Thì bị dưới luôn. Ăn luôn đi, ăn luôn đi, ăn luôn đi, ăn luôn đi. Ủa cái bị đánh hàng rồi, đánh được vậy? Anh hết muốn. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Mất thứ người mà. Ăn đi, tập trung ăn đi anh em. Ăn lẹ đi, ăn lẹ đi, ăn lẹ đi. Hậu béo đứng đứng ra. Bố quận nằm á, mình đang đánh bố quận nằm á. Đánh xuống dưới, đánh xuống dưới, đánh xuống dưới, đánh xuống dưới, chạy xuống dưới đi anh hả? Ê, cover anh với. Nằm lẹ anh em. Con cốc kia nó bay nha. Ờ, được, 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 được. Để cốc kia trước nha, cốc kia trước được nha. Ok, ok, cốc kia đây, cốc kia. Lát nha. Ờ, lát luôn đấy. Chạy, 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 chạy. Hay rồi. Chạy luôn, chạy luôn. Có kỳ không lát, có kỳ không lát, có kỳ không lát. Rồi đây, rồi đây. Có kỳ còn đồng hồ nha. Em đợi, sao cứ sao cứ đánh em, đợi xe pin đấy kinh trong mấy trong lò hàng kìa. Rồi 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 tới lượt. Xe pin không lát, xe pin không lát, xe pin không lát, xe pin không lát. Được. Có. Đánh cái từ lên đi. Mất đi, mất đi, mất đi. Có. Có kỳ lát thì sao? Xe pin không lát luôn. Có kỳ với xe pin không lát. Không hiểu. Giờ đội hình tụi nó dễ chơi lắm, đi nó bu vô là. Từ từ thôi. Mình phải mở. Chém rồi. Nó muốn qua đó nó. Về tới đây được, về tới đây được. Nó ra ba con nè. Nó mới chờ ấy nhờ. Nó muốn ngoài, ép á, muốn ngoài á. Phải đánh đi, phải đánh đi. Đánh rồi, đánh rồi. Chắc nó không được nha, canh lên được, kêu được. Anh đúp nè, anh đúp nè. Anh đúp được cọc cây nè. Anh đúp nó về luôn nè. Có. Anh tới đây không có đam rồi. Ông mấy nhịp xanh mình dở. Đội hình này phải Singapore được. Anh hỏi mày đang làm cái gì nè? Tụi bay quấn đội hình Singapore thôi, coi là mày ăn trước hai mạng xong mày chết là hai mạng là sao? Mày xuống là phải lấy cái trụ boss không? Mà game này phải nó đi đâu giết tới đó không? Còn bây giờ team thiếu đam mày phải lên cái rìu chứ. Em phải lên đam giống như hôm bữa chơi á bà, nó làm cái mấy con như selfie ác một cái là đi luôn. Tự nhiên cái game này nó kiểu như mình thiếu đam vật lý nên mày đi lên cái kia. Rồi mày lên cái kia thì bây giờ cái món 2 mày lên, giờ mày lên tăng đúng không? Món 2 mày lên giáp máu luôn đi, rồi mày đưa cái mặt cho nó bóc đi. Rồi mày hồi máu lên rồi mày quýnh. Trời ơi, tới giờ này mà tụi bay lên đồ mà không biết lên á. Còn mày đánh Silas á, mày lấy cái ulti này đi, rồi con Grena nó bay vô mày hút mày giết nó luôn. Sao mày cứ mặc định mày phải lấy con này rồi mày bay vô mày hất 4 hất 5. Mày chơi game mày đâu có cần làm gì đâu, con nào vô mày giết nó trước nó nhảy vô rồi mày lấy ulti này mày hút nó rồi nguyên đam dồn là nó chết. Mấy cái cặp boss nó đánh vậy luôn rồi đó, đánh nhìn tụi bay nè. Đánh nào anh em ơi, cho bay hết.
nha. Đúng không? Tự tin làm thôi, làm đúng là win mà. Giờ chơi gì đi không? Chơi gì? Xe ra xe phim à? Hay sao? Xe phim thì mình đánh cây sai nó từ lúc thì sao? Từ từ nha, bích cây sai nó đi, còn sợ nó có thể đẩy con xe ra phim ra đi biến. Lấy gờ quen trước đây. Nếu mà nó tâm Ken thì mình ban Senna. Không biết có phải nó chơi hai này thì boss luôn. Mình lấy Silas luôn đi. Lấy Silas đi. Một tí mình có thể chơi top 1 luôn rồi nữa anh Mũi. Kiểu mấy con đạn nhiều á. Dạ. Nó nhiều rồi. Ra tốc. Có thể mơ đời rừng á. Mơ đi, boss thì sao? Phim ra biết không ăn đó. Mơ đời boss. Nghĩa là ổn á. Mơ đời boss. Mơ đời boss đánh tâm Ken đó. Không được, khùng quá, nên nó đợi đi lên. Mà đợi đó, phiêu ra mất. Một trong hai con đó nó quá với nhau thôi. Rồng á, từ nha, game này nó lên máu nhiều nha. Từ nó máu nhiều đó. Em quân mặt ngạ, tụi nó trâu mà. Em cần cứu rồi chứ không? Nhưng mà đội hình mình đang chuẩn với lại con xe da đang cũng nhiều. Rồi đặt ra đi. Em nghĩ là con phiêu ra sẽ đi top về quen, tại vì nó kèo chơm. Thì nó đẩy con Modern ra farm chung với em luôn. Mình chỉ cần mình ùa vô mình giết con được con Seraphine là nó no đam á. Nhưng mà cái kèo mít á là có thể làm phiêu ra mít nè. Tiền pha đánh con rồng nó pha không mà nó găng lắm. Nhưng mà level 6 nó mạnh nha, nó biến rồng nó lên tăng là nó cũng mạnh á. Tự tin đánh nha, không thua rồi đó anh em. Mình đợi đi. Anh test nó luôn nè, đẩy xong quay vào chung em nha. Thì rồi chắc ổn đấy. Tắt đổi mạng nó sao anh em? Tốt chết rồi. Em ơi. Mod không được. Mod không được, không tốc hành luôn, không được, không tốc hành luôn anh em. Không tốc hành đâu. Chứ được mà đúng không? Được. Áp luôn kìa. Này con hả? Lớn ơi. Qua được. Mắc được xong. Bắt luôn. Anh có tam cán nha. Rộng à. Nó thiếu người đó anh em. Tam cán em đúng rồi đó. Nhìn anh cái. Được cái lượt tới em về tay em, Tụi nó hết nam rồi nè. Rồi thôi, lượt tới đi thôi. Em có gì đâu rồi đó. Phim ra TV trong blue mình á, trong blue mình phim ra. Này canh đánh này anh em. Đánh lên trên luôn nha. Anh giết Seraphine, được á. Anh ao rồi nha. Ok. Yếu hết cả. Chạy đi. Bảo cho 5 giây có rồi, lại 5 giây có rồi, có lát nè, nhìn anh nè. Anh nhìn gần nó cho em. Rồi bán nhà trường. Quan. Được. Đây nữa anh em, cái tới nha. Đánh từ từ nè. Nghe nè, anh lao lên đập Seraphine cho. Được, nó không đi được đâu, mình có lý mật rồi. Thôi lên anh em. Tự tin nói, cứ tự tin đánh tụi nó bình thường lắm luôn á. Cái pha đó anh nghĩ. Cái pha chủ hai boss là phải đợi. Em hồi lát lên chụp trước là lấy máu. Cái lúc mà nó tụ nè là em phải đợi lát. Đó, lúc đó đó, em đừng đợi lát đó. Em chết hết rồi đó. Em đừng đợi lát em đánh rồi. Anh đừng đợi lát ngay cái lúc mà em đang đam á, anh thời. Anh chậm á, nè, lúc này nè. Cái nó lỗi nên đánh luôn á. Mà cái pha này hero đừng có TP. Anh đừng gờ lát ngược lại nè, nhưng mà anh mất cái E. Anh đừng E gờ lát mà mất cái E. Cái pha này còn ban lính TP chi vậy? Pha trụ 2 trên top á. Thọt quá, TP lên pha. TP ăn ban lính. Đi bộ lên. Pha này tự nhiên mất cái E chứ. Nhờ TP đó mới ăn được ba nát chủ anh mỗi. Đẩy kịp. Anh đi bộ kịp mà. Tại vì cái quay nó đâu có chạm đâu.
nó biết con Gwen thì nó sẽ không có Seraphine hoặc con Ash. Ê, được á. Được. Ban Kalista đi. Chắc chắn Gwen của mình rồi. Gwen của mình rồi. Nó mà không biết cặp là xuống dưới nó không có rừng luôn. Không, game 1 nó không ba Jerry được 3 mà. Jerry là cần tăng nhiều, mình càng tăng nhiều là Jerry càng mạnh nè. Rồi, thêm chiến thuật Senna nha. Ok, anh Bùi quyết định đây. Rồi, để Senna đi. Cho nó add Seraphine lại đây. Xong rồi, ví dụ ba được mà chưa có mid nó xuống thì ban cọc kia luôn nha anh Bùi. Cho cái đội hình nó đỡ con kia. Nói chung là tướng đánh nó phạm với Gwen thì được. Có. Không, mình đánh lao vô JC được nè. JC à? Không? Không, không, JC nó không không cần ba đâu, mình lấy vũ công trước đi. Vũ công à? Vũ công đi. Thế là còn nhiều tướng đi với Gwen, nó có gì vũ công. Harry luôn ha, Harry vũ công. Harry luôn đi hậu anh. Bắt luôn. Được. Lượt 3 nó còn cây thì mình ban con tâm gen với con át là đẹp rồi. Phải bít át phải không? Không, lượt 3 chắc chắn nó phải bít át rồi. Mình lấy AD đi. Ok không? Ok. Vậy lấy xe vô đi ha. Xe vô. Tại vì mình lao vô mà. Xe vô đây, xe vô trước. Suy nghĩ con cho hero nè. Đó, okay. Tụi mình mở ngon rồi số hào đâu không? Chúng băng chung chung rồi. Đâu, đi lên đâu sợ. Từ, DC học cái nén thôi. DC có khỏi chơi không chị? Khỏi to. Nghe anh nè, con đi kê cho mày sẽ di chuyển nhiều quá. Đi còn cái đánh mấy con đâm thì gác cưng hưởng. Vậy đánh dắt luôn đi, dắt luôn đi em. Dắt thì sao? Dắt luôn, tụi dắt này đánh tay thôi, mình tự tin chơi luôn em. Mình dắt rồi, mình bọc sau lưng nó, mình quýnh nó. Sao luôn. Ok nha. Ok, dắt nha. Mấy kẻ kỹ năng. Cứ kêu, cần cái gì em cứ kêu, boss không chết được. Boss là thôi. Boss. Game này đề phòng con gà quen thôi. Đội hình nó gà quen là đâm chính thôi. Còn anh bọc kia cần đồ rất là nhiều. Chứ là nó được. Phải có gờ quen 44 đánh gồng nó cẩn thận nó qua trước rừng nha con bay đó nghe không. Chúng ta đến với ván thi đấu thứ ba của cặp trận đấu đầu tiên ngày từ đầu đến cuối độ thì các thành viên của team Secret và Sài Gòn Solo anh nhìn đây này đánh đi em nói sẽ bao sao vậy đánh luôn lúc biết sợ không lắm hai anh em ơi nghe nè, Seraphine mới nghe mid nha. Ê, hai giùm cái đó, không lấy. Seraphine với Koki đang lên, đừng có rước mấy anh. Rồi. Anh chết rồi. Sao em ơi, không sao. Rồi lên, cắm mắt em TB vô. Mắt anh nè, nhìn anh nè. Ok. Em mắt anh nha. Rồi, không, TB đánh luôn, TB đánh luôn. Tới lên nha, nó không có người đâu, đừng tới đi. Cho Hero ăn được, Tích nào. Ok. Em đẩy boss luôn nha. Mid qua mid thôi, chợ. Lấy gì lấy nè ai nè ai bắt ok có rồng có bao giờ luôn á cầm trước cầm đi chứ mít luôn ok lát luôn á từ nha hero tb sau nữa cần lên đánh này ra nè đánh được anh em ơi rồi đánh lên được. Có kia chết kìa. Ok, với người quen. Ba đồng. Muốn mở trước mình đó nha. Mắt này phải mắt. Để em đẩy boss cho áp được xong có thể đi được. Anh gọi Cocky nè. Anh Seraphine. Xin chào hết lát. Rồi tụi yếu quá kìa. Seraphine ông lát. Trước mặt đi anh em. Con hero. Xe tên luôn. Dưới luôn. Ramit rồi. Rồi xuống được không anh, để mà ăn rồng. Ăn rồng đi. Mình đã đánh mít đi nào. Đẩy đi anh, em solo cho. Nghe nói là tụi nó lát rồi nè. Seraphine lát rồi đúng không? Xin chào không lát luôn. Seraphine lát. Nhịp này phải làm sao hào, quăng rờ lấy trụ. Khoa lên đây. Không cần đứng đâu. Hù nó, canh qua được anh em. Lấy trụ ra, nó gờ ra. Bẻ trụ ra, chơi được. Lâu nha anh em ơi, từ từ.
nó đánh. Hello, hello, hello. Em được. Em giờ tôi bơi. Đánh từ từ, hồi máu lại cho tôi. Anh quên sao luôn. Mất đi, quay xe nè. Cái gì vậy? Em được anh em. Cả, cần pha đó. Anh được. Từ từ thôi, chủ này. Cho viên không lát. Ai. Đánh nhà, tập trung đánh nhà. Em đánh hơi đầu trâu xíu nha. Nãy sợ. Mày đi. Nhưng mà cái... Đi rồi.